Sau đây là các cái sản phẩm axit mà Ru đã dùng. Với cái chai của PolyChoice, nó sẽ hợp với các bạn da khô hoặc là da ít dầu. Khi mình bôi lên cái bề mặt da của mình, nó vẫn có một cái độ ẩm ẩm. Và xét về pH thì em này sẽ dịu nhẹ hơn cái em của Obagi. Chai của Obagi thì mỗi một lần mà Ru dùng là Ru chỉ dám dùng những cái điểm mình cảm thấy đang có mụn bí tắc, hoặc những cái điểm mà mình thấy lỗ chân lông của mình hơi to đó. Nhưng mà em này sẽ cực kỳ hiệu quả với những bạn có cái nền da dầu mà nhiều mụn đầu đen hoặc là lỗ chân lông to. Với AHA thì Ru có hai phiên bản chai của PolyChoice. Mặc dù chỉ có 5% glycolic acid, nhưng mà em này mỗi một lần mà cái da của mình nó có một vài cái mụn nhỏ nhỏ đó thì bôi sẽ có cảm giác hơi tăng nhẹ. Còn bên này là Kiehl's, mặc dù là 9,8% glycolic acid nghe thấy rất là nhiều, nhưng mà cái quá trình bôi em này thì da lại rất là dịu. Bên này cũng là 2% salicylic acid của hãng Tina, một brand mỹ phẩm Nga. Em này thì Rương nghĩ sẽ hợp với các bạn da dầu hơn, tại vì em này kiềm dầu cực kỳ đỉnh. Còn em bên này thì vừa chứa glycolic acid mà vừa có một lượng nhỏ của lactic acid và salicylic acid luôn. Finish của em này thì ngược lại, nó cực kỳ ẩm.